Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ưu nhược điểm của gan lạnh R32. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số ưu nhược điểm của dòng gan lạnh R32. Ưu điểm của dòng gan lạnh R32 là dòng gan mới nhất hiện nay cho các dòng máy điều hòa. Gan lạnh R32 được chứng minh là dòng gan có tỷ số nén cao hơn gấp 1,6 lần so với dòng gan R410A, rất khó cháy và không gây ô nhiễm môi trường. Ga R32 có thành phần đơn chất đạt tiêu chuẩn khí thải GWP là 550 và giảm lượng khí thải lên tới 75%, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng phá hủy tầng ozone. Bên cạnh đó, hệ số COP của loại ga này khá cao, lên tới 6,1 lần, góp phần giúp điều hòa sử dụng GA32 trở thành một cỗ máy tiết kiệm năng lượng. Các loại máy lạnh sử dụng GA32 mang lại sự tiện nghi tối đa cho người sử dụng với công nghệ hút ẩm và tiết kiệm điện. Ngoài ra, ga lạnh R32 còn có một số những nhược điểm sau. Do dòng máy lạnh sử dụng ga R32 còn khá mới mẻ với thị trường Việt Nam nên chưa được áp dụng rộng rãi. Các dụng cụ, đồng hồ đo về các dòng máy lạnh sử dụng ga R32 cũng khác so với các dụng cụ, đồng hồ đo sử dụng ga R410A, nên kỹ thuật viên trong quá trình lắp đặt sẽ gặp một số khó khăn. Ga R32 có giá thành còn khá cao. Trên đây tôi vừa chia sẻ đến quý vị các bạn ưu nhược điểm của ga lạnh R32. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.